Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày qua, Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin rất giận dữ với các cơ quan tình báo của Nga đã không nghiên cứu một cách chính xác về tình hình Ukraine, để rồi Tổng thống Putin nghĩ rằng khi tấn công Ukraine chỉ trong vòng 1 cho đến 2 tuần là có thể dễ dàng chiếm lấy Kiev. Mà trong thực tế, đã gần 4 tuần rồi, thời gian gấp đôi mà chưa làm gì được Kiev, đã dẫn đến sự thiệt hại ít nhất là 3 vị tướng của Nga ở tại Ukraine và rất là nhiều trăm binh sĩ của Nga đã tử vong. Nên Tổng thống Putin giận dữ. Ông cho rằng tình báo của Nga đã nghiên cứu hời hợt, đánh giá sai lầm về sức chiến đấu của người lính Ukraine cũng như là của dân Ukraine. Và vì thế, ông đã cách chức 8 vị tướng của nước Nga và cũng như là có những sự trừng phạt lên trên cơ quan tình báo của Nga. Và ở bên nước Mỹ, thưa quý vị, trước đây đó thì Nga nói rằng là CIA của Mỹ dở, tình báo của Mỹ dở trong vấn đề điều nghiên vũ khí sinh học ở tại Iraq hoặc là một số nơi khác không điều nghiên về nhân sự, nên Mỹ sa lầy. Thì bây giờ, ngược lại, Mỹ lại cười Nga là không nghiên cứu tình báo kỹ. Cười Nga. Và họ gọi là ông Putin đã cởi lên lưng cọp. Khi nào ông xuống được lưng cọp? Thưa quý vị, chuyện này cũng chưa chắc là trách cứ hẳn vào tình báo của Nga. Vì có những quốc gia họ coi cuộc chiến mà Nga tấn công vào Ukraine là một cuộc chiến phi nghĩa, nên nhiều quốc gia, những người lính tình nguyện gia nhập vô đội quân tình nguyện đến Ukraine để chiến đấu, và Ukraine lại áp dụng du kích chiến kiểu của Việt Nam tản ra, và người dân lại cũng có sự chiến đấu bền bỉ, và khi mà người lính tản ra nếu mà oanh tạc thì chúng dân thường thì họ la làng là Nga phạm tội ác chiến tranh. Nga đang tiến thoái lưỡng nan, thưa quý vị. Và quả thật là Tổng thống Putin đang ngồi lên trên lưng cọp. Tổng thống Putin sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Nếu ông mà xuống lưng cọp như là khích tướng của bên nước Mỹ, ông hãy xuống lưng cọp đi, thì ông sẽ bị con cọp nó nhai nát xương. Ông Putin và nước Nga sẽ đi xuống hố lịch sử. Nước Nga sẽ mất tất cả, không những ở tại Ukraine, không những ở tại Donbass, Luhansk, và mất luôn cả Crimea, mất luôn nhiều thứ nữa. Vậy thì ông Putin có xuống lưng cọp hay không, tức là rút quân về hay không, rút quân Nga về lại nước Nga hay không? Thì quý vị thấy, nếu đánh giá như vậy, ông Putin không rút quân đâu. Mà tiến quân thì có bao giờ bị sa lầy với một thủ đoạn du kích chiến mới bây giờ hay không? Có bao giờ như vậy hay không? Để rồi mà Tổng thống Putin nói rằng là tình báo Nga đã đánh giá sai lầm, đã không nghiên cứu đủ và đã báo cáo về, nên ông mới có một quyết định. Ông tưởng rằng nhanh chóng nhưng mà không đơn giản. Đương nhiên Tổng thống Putin không xuống lưng cọp được, thì ông chỉ có nước tiến thôi. Tiến
thì ông sẽ pháo kích ồ ạt vào những thành phố lớn, hoặc là cần thì ông sử dụng những loại bom. Nó gần giống như bom nguyên tử mà nó không phải là bom nguyên tử. Nó gần giống như là bom hơi ngạt, thưa quý vị. Ảnh hưởng của nó rất xa từ tâm điểm, có thể tới vài cây số. Thì lúc đó thế giới lại lên án ông là tội phạm chiến tranh. Thế cờ này là một thế cờ đòi hỏi một sự quyết đoán của một người bằng tay sắt. Theo tôi, ông Putin sẽ nhờ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề chiến tranh ở Ukraine. Nhưng trước khi vào hội nghị, thì ông Putin sẽ làm những việc như sau. Thứ nhất, ông sẽ tìm cho ra được bằng chứng về vũ khí sinh học của Mỹ và của Ukraine ở trong các nhà máy làm vũ khí sinh học. Trước đây, WHO cũng đã từng nói ám chỉ là hãy bảo nguyên các nhà máy làm ra vũ khí sinh học, tức là ám thị có một cách nào đó vũ khí sinh học. Nhưng bây giờ đó thì phải trưng bằng chứng, thì ông Putin sẽ bằng mọi giá trưng bằng chứng đó. Và thứ hai, ông Putin phải kiểm soát được các nhà máy vũ khí hạt nhân nữa. Không những nhà máy hạt nhân mà còn kiểm soát một số nơi hạt nhân để có trên tay trong vấn đề điều đình. Thứ ba, đó là ông sẽ mạnh tay tấn công ồ ạt để bao vây lấy Kiev, đẩy những người mà thân Nga ở Kiev ra, rồi nhanh chóng ông kiểm soát một số vùng ngoại ô kiểm soát được. Như vậy đó thì những ngày tới sẽ có nhiều đạn kích, đạn pháo kích ồ ạt vào các thành phố lớn, thưa quý vị. Chiến tranh sẽ leo thang. Và cách nói của Tổng thống Putin là ông sẵn sàng đối phó với đệ tam thế chiến luôn. Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ trong tuần qua, Tổng thống của Mỹ là ông Joe Biden ở phiên họp của Đảng Dân Chủ ở tại Philadelphia vào tối thứ Sáu, Tổng thống Biden đã nói rằng là nước Mỹ sẽ không tham gia đệ tam thế chiến ở tại Ukraine. Nhưng nếu nước Nga lấy một tấc đất nào của NATO thì sẽ có đệ tam thế chiến, nước Mỹ sẽ gia nhập. Lập tức Tổng thống Putin đã cho nổ một quả bom. Quả bom đó là quả bom có sức tàn phá kinh khủng ở sát biên giới Ba Lan và Ukraine. Đó là một tín hiệu Tổng thống Putin muốn nói ra là nước Nga đang ở trên lưng cọp không xuống được, thì sẵn sàng có chiến tranh đệ tam. Mà nếu có chiến tranh đệ tam thì chắc chắn là phải sử dụng đến vũ khí nguyên tử. Mà nếu sử dụng đến vũ khí nguyên tử thì hiện nay các đầu đạn nguyên tử thì nước Nga hơn hẳn nước Mỹ. Nước Nga hơn hẳn nước Mỹ. Và để có tay trên thì nước Nga phải kiểm soát được nhà máy hạt nhân ở tại Ukraine, cũng như tìm cho ra được để kiểm soát được các vũ khí nguyên tử của Ukraine luôn. Nên đây là một nước cờ nó bị gọi là phục khỏi tầm tay. Nó đang đi dần dần ra khỏi sự kiểm soát của các bên rồi. Và vì như thế, Tổng thống Putin nổi cơn thịnh nộ với cơ quan tình báo của Nga và đã cách chức 8 vị tướng. Trong tương lai còn có thể cách chức nhiều vị tướng nữa. Và tình báo của Nga chắc chắn sẽ được chấn chỉnh sau khi có cuộc chiến và cũng như trong lúc có cuộc chiến. Trong một bữa ăn sáng uống cà phê với những người có trình độ cao ở tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có nêu lên vấn đề đó là liệu Tổng thống Nga có bao giờ
dám dùng những vũ khí, nó gần giống như là vũ khí, là cái trái trái bom á, mà ông Putin ông cho nổ sát biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, ông sẽ dùng những trái bom đó ở những thành phố lớn của Ukraine hay không? Thì mọi người đều nhận định rằng là có thể ông sử dụng ít nhất một hai trái như là một đáp trả áp lực ngược lại, để thế giới phải vào trong bàn hội nghị của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vấn đề này nó không còn nằm trong kiểm soát của một vài quốc gia mà phải được giải quyết bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mà để vào trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì Nga phải có một sức mạnh quân sự áp đảo ở tại Ukraine. Và những trái bom như vậy là một sức mạnh quân sự áp đảo. Thưa quý vị, bây giờ là tình hình Ukraine thật là nguy hiểm, có thể dẫn đến đệ tam thế chiến rồi. Và vì như thế chúng ta thấy thị trường chứng khoán ở khắp nơi, nhất là thị trường chứng khoán New York Dow Jones, tụt dốc cách thê thảm. Viễn ảnh chiến tranh sẽ không dễ dàng chấm dứt một sớm một chiều ở tại Ukraine. Bao lâu người dân Ukraine còn nhắc lại đến những thảm họa như là những thảm họa The Holocaust năm 1932 tới năm 1933 mang lại những quá khứ đau thương của lịch sử để đem áp dụng bây giờ, thì bấy lâu chiến tranh sẽ còn tiếp tục. Ngồi chiến tranh không chấm dứt thì đó là một sự đau thương của cả dân Ukraine và của cả nhân loại. Chúng ta bình tĩnh để biết rằng là hiện giờ Tổng thống Putin đã leo lên lưng cọp. Ông xuống lưng cọp thì ông mất tất cả và nước Nga mất tất cả. Được thế thì thế giới sẽ tấn công nước Nga ồ ạt, và họ cho rằng nước Nga là kẻ xâm lược, là kẻ phi nghĩa, thì họ tìm bằng một cách tiêu diệt nước Nga luôn. Tôi trước đây có nói là coi chừng tình báo Mỹ gài đổ để cho có cuộc chiến ở tại Ukraine, nước Nga vào. Tôi cũng có nói một lần như vậy, coi chừng. Vì không khéo, nước Nga tạo cuộc chiến thì có lợi cho Mỹ vô cùng. Và hiện giờ, với sự xa lầy đó, Nga không có nhanh chóng giải quyết vấn đề như là lúc đầu Tổng thống Putin dự tưởng, thì đây là một sự xa lầy. Coi chừng nước Nga sẽ bị thiệt hại rất nặng nề và đúng trúng kế của nước Mỹ, thưa quý vị. Coi chừng bị trúng kế. Có thể là những tình báo nhị trùng làm việc cho Nga và cho Mỹ đưa những tin tức mà tình báo Nga đánh giá cách chủ quan, nên Tổng thống Putin không chuẩn bị đầy đủ hơn. Cho nên cứ tưởng rằng chỉ trong vòng 1 cho đến 2 tuần giải quyết được thì hiện giờ không xong, thưa quý vị. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Hiện giờ nước Nga vẫn là ở tay trên ở tại Ukraine, nhưng mà thời gian thì nước Nga đang bị lo âu về thời gian đó. Thời gian là đang chống lại nước Nga. Còn hiện giờ thì nước Nga vẫn ở tay trên, thưa quý vị. Để xem Tổng thống Putin sẽ giải quyết nước cờ này như thế nào, nhất là nước cờ về thời gian. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.